Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Lý do Iran quyết tấn công tên lửa vào Israel. Vào đêm ngày 1 tháng 10, Iran đã thực hiện cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn, bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Đây là cuộc tấn công thứ hai mà Tehran thực hiện nhằm vào lãnh thổ của đối thủ lâu năm trong vòng 6 tháng qua. Cuộc tấn công diễn ra bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ phía Israel và Mỹ, cho thấy quyết tâm của Iran trong việc thực hiện hành động quân sự này. Nhưng tất cả đều được giữ bí mật đến phút chót mà không có bất kỳ một sự thông báo nào. Theo thông tin từ Tehran, cuộc tấn công được xem là một hành động trả thù cho cái chết của các lãnh đạo quân sự, bao gồm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng Abbas Nilfarosan của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Aravani phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 2 tháng 10 rằng động thái này không chỉ nhằm trả thù mà còn để khôi phục sự cân bằng và răn đe. Murtaba Degani, một nhà phân tích chính trị từ Independent Version, nhận định rằng Iran quyết định hành động mạnh mẽ như vậy nhằm khẳng định sự hỗ trợ đối với các đồng minh của mình, đặc biệt là khi các nhóm vũ trang thuộc trục kháng chiến do Tehran lãnh đạo đã phải chịu nhiều tổn thất trong thời gian gần đây. Ông cho rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm phô trương sức mạnh mà còn là một phần trong chiến lược lâu dài mà Iran đã theo đuổi. Trong suốt nhiều năm qua, Iran đã xây dựng chiếc ô an ninh dựa trên hai trụ cột, chương trình tên lửa và hạt nhân mà Israel lo ngại rằng Iran đang tiến gần đến khả năng phát triển bom hạt nhân. Trụ cột thứ hai là mạng lưới đồng minh tại Lebanon, Yemen, Iraq, Syria và Gaza, tạo thành trục kháng chiến. Theo các nhà quan sát, việc Iran không phản ứng trước các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các đồng minh của mình có thể dẫn đến sự sụp đổ của một trong những chiến lược an ninh cốt lõi của họ. Trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Tehran và Tel Aviv đều đã tuân thủ một làn ranh đỏ để tránh xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, ranh giới này đã trở thành mờ nhạt hơn kể từ đó. Hiện nay, Israel coi các cuộc tập kích liên tục của Hezbollah từ Lebanon và nhóm Houthi từ Yemen là hành động được Iran chỉ đạo, cho thấy Tehran đang cố gắng khôi phục khả năng răn đe đối với Tel Aviv sau khi các quy tắc bất thành văn đã bị phá vỡ. Irfan Kadri, một nhà phân tích từ DW, nhấn mạnh rằng trong nhiều năm qua, Iran đã coi lực lượng ủy nhiệm cùng khả năng tấn công vào các căn cứ của Mỹ và Israel như một biện pháp răn đe nhằm bảo vệ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Nếu trục phân chiến suy yếu hoặc tan rã, điều này có thể gây thảm họa an ninh lớn cho Tehran. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cuộc tấn công này vẫn thể hiện sự kiềm chế nhất định từ phía Iran. Jeffrey Lewis, giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, chỉ ra rằng tên lửa của Iran chủ yếu nhắm vào các căn cứ không quân và tình báo mà Israel có thể sử dụng trong các cuộc tấn công. Tổng thống Masao Pezeshkian khẳng định rằng Iran không theo đuổi chiến tranh, mà chính các hành động của Tel Aviv đã buộc Tehran phải phản ứng. Cuộc tấn công tên lửa cũng làm dấy lên những suy đoán về khả năng quân sự của Iran. Degani cho biết Iran đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển tên lửa, nhưng các lệnh trừng phạt và hạn chế trong việc nhập khẩu vũ khí có thể đã ảnh hưởng tới khả năng này. Giới phân tích nhận định rằng kho vũ khí tên lửa này có thể gây thiệt hại nặng cho đối thủ trong một kịch bản đối đầu có kiểm soát, nhưng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng nếu một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel bùng nổ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đáp trả của Iran sẽ dừng lại trừ khi Israel có thêm hành động khiêu khích. Ông cảnh báo rằng phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Nhìn chung, cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel không chỉ là một hành động quân sự đơn lẻ, mà còn phản ánh sự quyết tâm của Tehran trong việc khẳng định vai trò và sức mạnh của mình tại khu vực Trung Đông, đồng thời duy trì sự liên kết với các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Iran cảnh báo trả đũa Israel cứng rắn hơn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Beirut, Lebanon hôm ngày 4 tháng 10 để họp với các quan chức nước này. Chuyến thăm của ông diễn ra 3 ngày sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel, một sự leo thang nhanh chóng đe dọa đẩy khu vực này đến gần hơn với một cuộc chiến tranh toàn diện. Nếu chính quyền Israel thực hiện bất kỳ bước đi hoặc biện pháp nào chống lại chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn lần trước, ông Araghchi phát biểu sau khi gặp Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Bari. Hôm ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ giết hại các nhân vật cấp cao của Hezbollah.
Hamas và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC của Israel, bao gồm cả thủ lĩnh Hezbollah, Hassan, Nasrallah và các cuộc tấn công leo thang ở Lebanon. Araghchi cho biết sự hiện diện của ông tại thành phố đang bị ném bom là dấu hiệu cho thấy Iran ủng hộ Hezbollah và bày tỏ sự ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Lebanon, tùy thuộc vào lệnh ngừng bắn đồng thời của Israel tại Gaza. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực ngừng bắn với điều kiện đầu tiên là quyền của người dân Lebanon được tôn trọng và được lực lượng kháng chiến Hezbollah chấp nhận, và thứ hai là phải đồng thời ngừng bắn ở Gaza, ông nói. Araghchi cho biết các cuộc tấn công của Iran vào Israel là hành động tự vệ hợp pháp dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc, không giống như Israel nhắm vào các khu dân cư. Chúng tôi chỉ tấn công các trung tâm quân sự, ông nói. Chúng tôi không có ý định tiếp tục các cuộc tấn công trừ khi Israel chọn tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Israel đã sẵn sàng tất tay với Iran sau vụ tập kích tên lửa. Tình hình Trung Đông đang trở nên căng thẳng tột độ khi Israel dường như đã quyết định phản ứng mạnh mẽ và công khai hơn với Iran sau khi Tehran bất ngờ phóng gần 200 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này vào đêm ngày 1 tháng 10. Ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ, sẵn sàng bùng nổ. Theo báo New York Times, nhiều năm qua, cả Israel và Iran đều cố gắng tránh đối đầu trực tiếp, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ngầm mà không công khai nhận trách nhiệm, trong khi Israel bí mật ám sát quan chức Iran và phá hoại lợi ích của họ, thì Iran lại khuyến khích các đồng minh như Hezbollah, Hamas và Houthi tấn công vào lãnh thổ Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra với Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thể hiện rằng giờ đây cả hai bên có thể sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém. Israel đã công khai tuyên bố rằng Tehran sẽ phải hối hận vì vụ tấn công tên lửa này, trong khi Iran cũng không ngần ngại cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa mạnh mẽ. Chuyên gia quân sự Yoel Guzansky nhận định rằng sự đồng thuận trong giới lãnh đạo Israel về việc đáp trả bằng vũ lực đã gia tăng, và đây là thời điểm mà Israel không còn gì để mất. Cuộc tấn công của Iran vào gần Tel Aviv đã vượt qua những ranh giới mà Tehran chưa từng vi phạm, tạo ra một áp lực lớn lên chính quyền cho thấy. Bên cạnh đó, những chỉ trích về Israel trong vai trò gây bất ổn tại khu vực đang gia tăng. Nhưng phần lớn người dân Israel vẫn coi mình là nạn nhân của các cuộc tấn công từ các lực lượng thân Iran. Nỗi lo lắng về sự quyết đoán của chính quyền cho thấy trong việc bảo vệ họ ngày càng tăng, dẫn đến yêu cầu phải có hành động cứng rắn hơn. Dù Mỹ đã khuyến cáo Israel cần kiềm chế sau cuộc tập kích của Iran, nhưng những lời khuyên này dường như không có sức nặng. Israel dự kiến sẽ phản ứng mạnh hơn so với đợt tấn công trước đó vào tháng 4, khi họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công có giới hạn. Giới chức Israel đã thể hiện sự không hài lòng về phản ứng nhẹ nhàng của mình và có vẻ như đã rút ra bài học từ quá khứ. Khi Israel nhắm vào các mục tiêu chiến lược của Hezbollah, họ tin rằng Iran sẽ không thể nhờ cậy vào lực lượng này trong cuộc chiến tiếp theo. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đánh giá thấp quyết tâm của Iran có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Ông Netanyahu đã tuyên bố rằng Iran đã mắc phải sai lầm lớn và sẽ phải trả giá, thể hiện sự quyết tâm của Israel trong việc duy trì sức mạnh và động lực. Tuy nhiên, chuyên gia Andreas Karis hoài nghi về chiến lược dài hạn của Israel, nhấn mạnh rằng cách tiếp cận tấn công mạnh mẽ chưa chắc đã đem lại hiệu quả bền vững và có thể khiến Israel rơi vào bẫy của những đối thủ kiên cường như Iran. Tối ngày 3 tháng 10, không quân Israel đã mở màn một chiến dịch không kích rầm rộ nhằm tiêu diệt thủ lĩnh kế nhiệm của Hezbollah Hossam Safieddin tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với hơn 20 cuộc không kích được thực hiện bằng bom phá Ponte vào đêm ngày 3 tháng 10, Israel đã nhắm thẳng vào các mục tiêu chiến lược, đánh dấu một bước đi táo bạo trong cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang này. Theo thông tin từ AVIA Pro, động thái này không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công thông thường, nó còn mang tính chiến lược cao nhằm chấm dứt mối đe dọa tiềm tàng từ Safieddin, người được cho là sẽ kế nhiệm cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Dù không rõ liệu ông có bị tiêu diệt trong các cuộc không kích này hay không, nhưng sự chú ý từ cả hai bên đã được dồn vào mục đích tối thượng. Khu vực phía nam Beirut, nơi Hezbollah nắm quyền kiểm soát chặt chẽ, từ lâu đã trở thành nơi ẩn náu của các lãnh đạo và là trung tâm lên kế hoạch cho nhiều hoạt động quân sự. Các cuộc không kích vào những mục tiêu như vậy không phải là chuyện hiếm, nhưng quy mô và cường độ của cuộc tấn công lần này đã tạo nên một làn sóng lo ngại trong khu vực. Việc Israel sử dụng bom phá Ponte cho thấy rằng các căn cứ của Hezbollah không chỉ nằm trên mặt đất mà còn sâu dưới lòng đất, được bảo vệ kỹ lưỡng. Trước đây, Israel đã nhiều lần cố gắng triệt phá các trung tâm chỉ huy ngầm và các khu vực trú ẩn của lãnh đạo Hezbollah, nhưng với cuộc tấn công này, áp lực đang dồn lên các chiến lược phòng thủ của nhóm vũ trang này.
Đáng chú ý, cái chết của Nasrallah trong các cuộc không kích tương tự đã tạo thêm một áp lực lớn đối với Hezbollah, khiến họ phải đối mặt với một tương lai bất định và đầy nguy hiểm. Israel đã sẵn sàng tất tay với Iran sau vụ tập kích tên lửa. Tình hình Trung Đông đang trở nên căng thẳng tột độ khi Israel dường như đã quyết định phản ứng mạnh mẽ và công khai hơn với Iran sau khi Tehran bất ngờ phóng gần 200 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này vào đêm 1 tháng 10. Ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ, sẵn sàng bùng nổ. Theo báo New York Times, nhiều năm qua cả Israel và Iran đều cố gắng tránh đối đầu trực tiếp, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ngầm mà không công khai nhận trách nhiệm. Trong khi Israel bí mật ám sát quan chức Iran và phá hoại lợi ích của họ, thì Iran lại khuyến khích các đồng minh như Hezbollah, Hamas và Houthi tấn công vào lãnh thổ Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra với Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thể hiện rằng giờ đây cả hai bên có thể sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém. Israel đã công khai tuyên bố rằng Tehran sẽ phải hối hận vì vụ tấn công tên lửa này, trong khi Iran cũng không ngần ngại cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa mạnh mẽ. Chuyên gia quân sự Joel Guzanski nhận định rằng sự đồng thuận trong giới lãnh đạo Israel về việc đáp trả bằng vũ lực đã gia tăng và đây là thời điểm mà Israel không còn gì để mất. Cuộc tấn công của Iran vào gần Tel Aviv đã vượt qua những ranh giới mà Tehran chưa từng vi phạm, tạo ra một áp lực lớn lên chính quyền Do Thái. Bên cạnh đó, những chỉ trích về Israel trong vai trò gây bất ổn tại khu vực đang gia tăng, nhưng phần lớn người dân Israel vẫn coi mình là nạn nhân của các cuộc tấn công từ các lực lượng thân Iran. Nỗi lo lắng về sự quyết đoán của chính quyền Do Thái trong việc bảo vệ họ ngày càng tăng, dẫn đến yêu cầu phải có hành động cứng rắn hơn. Dù Mỹ đã khuyến cáo Israel cần kiềm chế sau cuộc tập kích của Iran, nhưng những lời khuyên này dường như không có sức nặng. Israel dự kiến sẽ phản ứng mạnh hơn so với đợt tấn công trước đó vào tháng 4, khi họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công có giới hạn. Giới chức Israel đã thể hiện sự không hài lòng về phản ứng nhẹ nhàng của mình và có vẻ như đã rút ra bài học từ quá khứ. Khi Israel nhắm vào các mục tiêu chiến lược của Hezbollah, họ tin rằng Iran sẽ không thể nhờ cậy vào lực lượng này trong cuộc chiến tiếp theo. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đánh giá thấp quyết tâm của Iran có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Ông Netanyahu đã tuyên bố rằng Iran đã mắc phải sai lầm lớn và sẽ phải trả giá, thể hiện sự quyết tâm của Israel trong việc duy trì sức mạnh và động lực. Tuy nhiên, chuyên gia Andris Kies hoài nghi về chiến lược dài hạn của Israel, nhấn mạnh rằng cách tiếp cận tấn công mạnh mẽ chưa chắc đã đem lại hiệu quả bền vững và có thể khiến Israel rơi vào bẫy của những đối thủ kiên cường như Iran. Trong một đêm đầy căng thẳng, không quân Israel đã mở màn cho một chiến dịch không kích rầm rộ nhằm tiêu diệt thủ lĩnh kế nhiệm của Hezbollah, Hashem Safieddine, tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với hơn 20 cuộc không kích được thực hiện bằng bom phá bunker vào đêm 3 tháng 10, Israel đã nhắm thẳng vào các mục tiêu chiến lược, đánh dấu một bước đi táo bạo trong cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang này. Theo thông tin từ avia.pro, động thái này không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công thông thường, nó còn mang tính chiến lược cao nhằm chấm dứt mối đe dọa tiềm tàng từ Safieddine, người được cho là sẽ kế nhiệm cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Dù không rõ liệu ông có bị tiêu diệt trong các cuộc không kích này hay không, nhưng sự chú ý từ cả hai bên đã được dồn vào mục tiêu tối thượng. Khu vực phía nam Beirut, nơi Hezbollah nắm quyền kiểm soát chặt chẽ, từ lâu đã trở thành nơi ẩn náu của các lãnh đạo và là trung tâm lên kế hoạch cho nhiều hoạt động quân sự. Các cuộc không kích vào những mục tiêu như vậy không phải là chuyện hiếm, nhưng quy mô và cường độ của cuộc tấn công lần này đã tạo nên một làn sóng lo ngại trong khu vực. Việc Israel sử dụng bom phá bunker cho thấy các căn cứ của Hezbollah không chỉ nằm trên mặt đất mà còn sâu dưới lòng đất, được bảo vệ kỹ lưỡng. Trước đây, Israel đã nhiều lần cố gắng triệt phá các trung tâm chỉ huy ngầm và các khu vực trú ẩn của lãnh đạo Hezbollah. Nhưng với cuộc tấn công lần này, áp lực đang dồn lên các chiến lược phòng thủ của nhóm vũ trang này. Đáng chú ý, cái chết của Nasrallah trong các cuộc không kích tương tự đã tạo thêm một áp lực lớn đối với Hezbollah, khiến họ phải đối mặt với một tương lai bất định và đầy nguy hiểm.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!